nội tình càng lúc càng khó khăn. Giao thương thì đình trệ, nông sản được mùa nhưng lại mất giá, khiến cho nông dân điêu đứng khốn cùng. Ngoài bang lại lâm le bờ cõi, nhân tài lại như lá mùa thu. Nay ta ra lệnh, các quan hãy thị sát khắp chốn cùng quê, tuyển các bậc hiền tài hiền sĩ để cho khoa thi sắp tới có chất lượng. Tuân chỉ. Phải triều. Hoàng thượng giảng quê. Giảng quê. Đợi chút nữa đi, để cha cuốc thêm đổi nữa rồi dẫn con về ăn cơm. Cha đừng có làm nữa, nghỉ đi. Không thôi người ta quạnh quẹ đó. Ruộng mình á thì mình làm, ai mà quạnh hẻ. Còn á, tối ngày chỉ nói lẻ. Quan ơi, quan tới đây làm chi vậy? Cả cái vùng này á toàn nông phu thất học, làm sao mà tìm ra nhân tài ở cái xứ chó ăn đá gà ăn muối này với quan? Ngươi nói nhiều quá. Ta lại kia xem thử. Sao ông lấy sách của tôi? Xuân Thu, ngươi nhỏ như thế này mà đọc Xuân Thu? Ta nghĩ cỡ như ngươi á, Tam Tự Kinh muốn rành cũng đã khó rồi, mà ngươi đọc có hiểu gì không? Dạ thưa quan, nó hiểu đó. Con của tôi nó toàn là đọc loại sách đó không à. Có phải ngươi là cha của đứa bé này? Nếu quả thật như vậy thì đứa bé này có thể là thần đồng, hoặc ngươi là một người thầy thông minh trí tuệ hiếm có. Vậy ta hỏi hai cha con nhà ngươi, sáng giờ ngươi đã cuốc bao nhiêu cuốc rồi? Dạ chắc là quan giỡn đó, có ai vừa làm vừa cuốc mà đếm được bao giờ đâu. Có quan hỏi con ở đây bao nhiêu mẫu bao nhiêu công thì quả chăng? Ổn láo, quan lại bộ thừa lệnh nhà vua đang đi kinh lý, ngài hỏi mà không đáp là phải chịu đánh 10 heo. Quỳ xuống. Dạ dạ bẩm quan, con là dân đen ngu dốt, con không biết quan cho nên chậm thi lễ. Quả thực con làm sao giải được câu đố của quan. Mong quan tha tội, mong quan tha tội, mong quan tha tội. Trước khi đánh ông phải trả lời câu hỏi của tôi, nếu ông không trả lời được thì miễn tội cho cha tôi được không? Ông là người lớn lại là quan to, làm gì mà không trả lời được câu hỏi của một thằng nhóc như tôi. Con quỳ xuống. Được lắm, được, ngươi hỏi thử ta nghe. Từ lúc xuất hành tới giờ, ông qua bao nhiêu cánh đồng, bao nhiêu làng xã, gặp bao nhiêu người trên đường, quen đi bao nhiêu lần bước dài, bao nhiêu bước ngắn, tổng cộng bao nhiêu bước, ông trả lời đi. Giỏi, giỏi lắm. Ngươi dám hỏi dặn ngược lại ta. Được, ta tha tội chết cho hai cha con nhà ngươi đó. Dạ, con đội ơn quan. Nào đứng lên đi. Dạ. Nhà ngươi á phải học hỏi nghe chưa. Ta trả cho ngươi cuốn sách nè. Dạ. Đi thôi. Dạ quan. Con giỏi quá. Không có con, suýt chút nữa cha bị đánh nát đít luôn rồi. Ủa, mà sao con biết là lát nữa cha bị quạnh quẹ? Con đâu có biết đâu, con chỉ biết vậy thôi à. Kiểu này á, cha phải cho con đi học rồi. Không cần đâu cha, con tự học được rồi. Không có được, con nít lớn lên là phải đi học. Nhưng mà ngặt nổi, cha thì nghèo quá. Nhưng mà không sao, cha có cách rồi. Bây giờ á, cha con mình về, rồi cha con mình lên ông Từ nha. Dạ. Lên. Ê. Thú thật với thầy,
nhà con á thiếu trước hụt sau, không có tiền để cho cháu đi theo trường lớp. Con biết thầy vừa là thầy đồ, vừa là ông Từ cai quản cái đình này, nên con mới nhờ đến ông Từ. Những việc lặt vặt ông Từ cứ sai cháu làm, chỉ mong ông Từ dạy thêm chữ nghĩa cho cháu. Cha, con đã nói với cha rồi, con cần, con tự học được. Sao cha cứ bắt con vô đình học vậy? Nè con, thằng bé này mới tí tuổi đầu mà đã ngạo mạn, vô đây không chỉ học thánh hiền mà còn phải tu tâm dưỡng tánh nữa. Dạ, nếu mà được như vậy thì con đội ơn ông Từ nhiều lắm. Cha, hồi nãy giờ con có nói gì sai đâu, mà ông Từ nói con ngạo mạn. Không chỉ ngạo mạn mà còn cứng đầu hay cãi nữa. Thôi được, anh về đi, để nó lại đây. Dạ, vậy con xin phép ông Từ. Nè. Dạ. Ở lại đây con phải ngoan biết chưa? Dạ. Rồi vài bữa nữa cha lên thăm con. Dạ. Nha. Dạ. Dạ, con xin phép ông. Ừ, anh về đi. Bây giờ ra lấy cây chổi, quét sạch sân cho ông. Nhớ là không được sót một chiếc lá nào, nếu không thì đừng có nghĩ đến chuyện ăn cơm. Cho tới khi nào ta thấy được thì ta mới cho học chữ. Làm tới đây là được rồi. Bây giờ con nghỉ tay, vào trong ta sẽ dạy chữ cho con. Dạ, thầy dạy con cái gì vậy? Hôm nay thầy sẽ dạy cho con Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh? Thầy ơi, Tam Tự Kinh chỉ dành cho trẻ con học chữ. Con đang học tứ thư với luận ngữ, rồi còn vài chỗ muốn bàn thêm, xin thầy chỉ giúp con. Thằng nhỏ này ghê vậy, mới chừng đó tuổi mà đã học tới tứ thư luận ngữ rồi. Sao ông lại ngồi ở đây? Hãy giữ gìn sức khỏe. Từ nay ta sẽ từ giã chốn này. Bẩm ngài, có chuyện chi mà phải đi? Mà sao tôi thấy vẻ mặt ngài có vẻ buồn quá vậy? Vô cớ bị đàn 3000 dặm, hỏi ngươi vui nổi không? Thank you.
Hiền đâu rồi? Dạ thầy gọi con. Cái này là con làm đúng không? Sao thầy biết hay vậy? Phạm thượng, ai cho phép con nghịch phá, mạo phạm đến tượng thần hoàng vậy? Tháo xuống ngay cho thầy. Dạ. Vì chuyện ngày hôm nay, thầy phạt con đi gánh hai lu nước. Dạ con biết rồi, con xin lỗi thầy. Thiệt là quái lạ, thằng nhỏ này từ sức học chẳng giống ai, tới chuyện như ngày hôm nay, không lẽ nó không phải người phạm? Đa tạ ngươi đã giúp ta ở lại đình. Dạ bẩm, nhưng mà nhờ ngươi mà án lưu đày 3000 dặm đã được xóa. Đa tạ, đa tạ. Thần quan, thằng bé này không phải là người thường, nhất định sau này nó sẽ làm nên nghiệp lớn. Vua tâu hoàng thượng, theo chỉ dụ của hoàng thượng, hạ thần đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng chỉ gặp những nho sĩ chăm chú văn ôn võ luyện, nhiều người thông lào kinh sử, nhưng toàn hạng từ chương học dẹp. Để tìm được người đột phá thì hạ thần chưa tìm được ai. Tâu hoàng thượng, thông lào kinh sử thì triều đình ta vô số kể, ta cần một bộ óc hơn người, có những thay đổi táo bạo. Dạ bẩm, có một lần bên bờ ruộng cạn, ở một xóm nơi xa, hạ thần đã gặp một đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Đứa bé này trông rất lạ. 7-8 tuổi à? Lạ như thế nào? Lúc đó cha của đứa bé đang cày dưới ruộng, còn nó ngồi trên bờ, hai tay cầm đọc quyển Xuân Thu. 7-8 tuổi mà đã đọc Xuân Thu rồi à? Dạ đúng vậy tâu hoàng thượng. Thần cũng thấy làm lạ nên có thử đùa bắt bí cha của nó. Thần hỏi sáng giờ đã cày được bao nhiêu cuốc, nếu không trả lời được sẽ bị đánh đòn. Nhưng đứa bé đã hỏi bí lại thần, hỏi sáng giờ thần đã bước được bao nhiêu bước dài, bao nhiêu bước ngắn, tổng cộng bao nhiêu bước. Có chuyện đó thật sao? Dạ đúng vậy. Đứa bé này rất thông minh, tài không đợi tuổi, có thể đây là một thần đồng ẩn mặt. Không biết là có đúng như vậy không. Truyền lệnh cho nó nộp lên cho vua một sợi dây bệnh bằng tro dài 20 sải. Bẩm hoàng thượng, tro bếp thì làm sao mà bệnh được dây à? Nếu là một thiên tài thật sự sẽ biết. Chờ coi. Tuân chỉ. Bẩm xin thượng quan tha tội, con dạ gì con xin chịu, xin tha cho thằng bé, nó còn nhỏ chưa biết gì hết, có nói năng tội dạ gì thì cũng tại con không biết dạy con thôi. Dạ, bẩm quan tha tội cho con của con. Ngươi đừng nói nhiều nữa, kêu đứa bé ra đây. Dạ bẩm quan, tại vì thấy con nó còn nhỏ dại cho nên con đã đưa nó lên đình học đạo thánh hiền rồi thưa quan. Cha ơi cha, con về rồi cha ơi. Cha con... Cha cha. Nè con, sao con không chạy đi, về đây cho bị bắt hả? To gan, ngươi định chống lệnh nhà vua à? Giỏi lắm cho bé, ta mang theo chiếu chỉ của hoàng thượng về đây, mau quỳ xuống tiếp chỉ. Quỳ xuống con. Hoàng thượng lệnh cho ngươi bệnh một sợi dây bằng tro dài 20 sải dâng cho vua, nếu như không làm được sẽ bị tru di tam tộc. Tai ách giữa đàn, chuyện này cha con mình chết thiệt rồi con ơi. Không sao đâu cha, con làm được mà. Dạ ép ờ. Nè con đừng có nói càng, bây giờ xin thượng quan tha mạng đi. Cha con xin lạy quan, xin quan tha mạng. Cha ơi, con nói là dễ ẹt à, dễ ẹt à, dễ thiệt luôn á. Được, nếu dễ, ngươi làm thử cho ta coi. Cha lấy giùm con ít rơm, lạy đi cha.
thần để bằng cho, chứ không phải bằng rơm, con hiểu không? Cha cứ làm theo con đi, lẹ đi cha. À, rồi sao nữa? Ngươi đừng có nói là ngươi to gan kêu ta đem sợi dây thần này về dâng cho vua đó. Ông cứ từ từ rồi để xem. Sẽ có sợi dây bằng tro để ông dâng cho vua rồi đó. Nhưng ông nhớ đừng để cho gió thổi bay nha. Ông mà để gió thổi bay mất á thì ông chịu trách nhiệm với hoàng thượng đó. Có chuyện đó thật sao? Dạ đúng vậy thưa hoàng thượng. Vậy đúng là thằng bé đó rất khác thường. Thần thấy đứa bé đó không chỉ thông thái mà thần thái của nó còn rất đường hoàng, không biết sợ là gì hết. Nhân tài nhỏ tuổi muốn bá quan văn võ tâm phục khẩu phục không thể sát hạch sơ sài được. Quay lại nhà thằng bé đó, đưa con chim này cho nó. Dạ bẩm, đây là quà ban thưởng hay là... Không, chưa ban thưởng vội. Đây là một câu đố mới của ta, bảo nó làm thịt con chim này, làm thành 10 món, mỗi món phải đầy dĩa. Làm 10 món, mỗi món đầy dĩa. Làm sao một con chim bé xíu đó mà làm ra được 10 món mà mỗi món lại đầy dĩa? Thịt cả con để trên một dĩa còn lọt thỏm, huống hồ chia làm 10. Sao nhà vua cũng muốn bắt bí cha con tôi vậy? Cha khỏi lo, con làm được mà. Con đừng có nói càng. Cha kiếm cho con một cây kim may áo đi. Con kiếm kim may áo chị? Cha cứ kiếm cho con đi. Nhanh lên cha, nhanh lên. Xong chuyện này phiền ông nói với vua để cha con tôi được yên. Kim nè con. Ông nói với vua từ cây kim này làm thành một con dao. Muốn xẻ được con chim đó được 10 món thì con dao phải tương xứng. Thông minh, quá là sắc sảo. Ta đưa cho nó một con chim bắt làm 10 món. Nó đưa ta lại cây kim, nhờ ta làm con dao xẻ thịt con chim. Phải rồi, con chim đó mà phải xẻ thịt làm 10 thì con dao phải bé cỡ này chứ. Dạ bẩm, vậy thì ta đã phục rồi. Nhưng còn bá quan văn võ, ngươi quay lại nhà đó cho ta. Làm phiền cha con tôi hoài vậy? Ổn láo. Nè, câu đố của vua không giải xong là rắc rối đó con. Ông nói gì đó đi. Nghe đi, gai cam không ai giót, tại sao lại nhọn? Đố cái gì mà ác dữ vậy? Đố vậy khác nào hỏi tại sao mặt trời không mọc đằng tây. Dễ ẹt mà cha. Bộ lần này á, vua hỏi câu đố rồi sao mà. Sao đố câu đố mà dễ ẹt à? Được, vậy thì ngươi trả lời ta nghe. Ông về thưa lại câu đố của ta. Thân cây chuối có ai bào, sao lại nhẵn? Nếu trả lời được thì ta cũng có câu trả lời cho vua. Hay quá, giỏi. Dạ bẩm, lần này mình có quay lại đó để đố nữa không hoàng thượng? Truyền lệnh của ta,
đặt cách cho thằng bé lên kinh ứng thiết trạng nguyên lần này. Tuân chỉ. Muôn tâu hoàng thượng, đã có kết quả thi trạng nguyên lần này, theo đó quan Tân Khoa chính là... Là ai? Dạ bẩm, đây là một điều bất ngờ vô tiền khoáng hậu. Là ai? Ngươi nói luôn coi. Bẩm hoàng thượng, Tân Khoa trạng nguyên lần này chính là đứa bé 8 tuổi tên Hiền mà hoàng thượng đã đặt cách dự thi. Thật là tốt, tốt lắm. Cho đòi quan trạng Hiền. Hiền quan Tân Khoa vào ra mắt hoàng thượng. Hoàng thượng dạng tôi, dạng dạng tôi. Ta biết ngay là ngươi thế nào cũng làm nên chuyện. Giỏi, giỏi lắm. Ta miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Dạ, muôn tâu thánh thượng. Nhưng Trạng còn nhỏ tuổi quá, liệu... Ngươi lo là Trạng Nguyên nhỏ tuổi không đủ tài chứ gì. Người đâu? Đem lồng chim vô đây cho ta. Tuân lệnh. Trang Hiền, đố ngươi là ta muốn nắm con chim hay muốn thả nó? Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng tự đoán. Thần muốn bước lên hay bước xuống? Giỏi lắm, cho Trang nghỉ. Nhưng sáng mai đem dâng lên cho ta và các bá quan ở đây một chiếc bánh biết nói. Bái triều hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Cha ơi, cha, cha ơi. Con sao rồi? Bộ hoàng thượng có chuyện gì làm khó con nữa hả? Cô nói ngày mai phải dâng lên cho vua một cái bánh biết nói. Cái gì? Cái bánh biết nói? Dạ. Cô ơi, con làm sao bây giờ? Liệu có qua được lần này không? Cha ơi, con muốn về nhà. Sao mà về được con? Phải có cái bánh đó mày ra mới thoát được. Con đã nói với cha rồi, con không có muốn đi thi mà cha cứ ép con hoài. Con ghét cái áo này lắm, mà con cũng ghét mấy ông quay trong đó nữa. Cô chừng chết đó con. Đừng có giải miệng. Vua đã cho người về tận nhà mình kêu con đi thi, làm sao mà trốn được. Thôi, tạm thời mình kiếm cái gì ăn đi rồi tính. Con có mệt không? Dạ mệt. Thôi cha cổng con nha. Dạ. Đi. Khai bẩm hoàng thượng, có một người tự xưng là cha của Trạng Nhí, xin được mang chiếc bánh biết nói vào dâng cho hoàng thượng. Cho vào. Tuân lệnh. Dạ bẩm hoàng thượng, đây là chiếc bánh biết nói mà Tân Khoa Trạng Nguyên muốn dâng lên cho hoàng thượng. Chiếc bánh đó biết nói thật sao? Dạ bẩm, xin hoàng thượng cứ hỏi. Cái bánh nghe ta hỏi, Tân Khoa Trạng Nguyên đâu? Dạ bẩm, Tân Khoa Trạng Nguyên đang chờ ra mắt bệ hạ. Khá lắm. Cái bánh biết nói này, ngươi làm sao mà được vậy? Dạ bẩm hoàng thượng, sáng nay Tân Khoa Trạng Nguyên nằm khoanh mình trên mâm, rồi bảo hạ thần khiêng đến đây để dâng cho hoàng thượng. Thần xin ra mắt hoàng thượng. Ừ, giỏi lắm. Qua nay ta thử ngươi như vậy,
để các bá quan văn võ ở đây biết tài của ngươi. Dạ. Trạng, cho trẫm với bá quan biết trạng học với ai mà sớm thông tuệ hơn người. Thưa hoàng thượng, lúc nhỏ thần tự học, lớn một chút cha bắt vô đình học, học với thầy. Trường nào khó quá con mới hỏi thầy mấy chữ thôi, chứ con chẳng học với ai cả. Con thông minh thiệt, có tài. Đối đáp vài câu, ta thấy ngươi tuy kiến thức hơn người, nhưng còn chưa biết phép tắc. Nhưng vì còn nhỏ tuổi quá nên ta bỏ qua. Nghe ta dặn nè, việc trị quốc của các quan trong triều đình không phải dựa vào những lời nói sắc sảo để đối phó với những mù mẹo, mà cần phải có những kiến thức sâu rộng về xã hội mới giải quyết được vấn đề nhân sinh của quốc gia. Ngươi hiểu chưa? Cho về học lễ 3 năm, 3 năm sau mới được ra làm quan. Và đội ơn hoàng thượng. Đội ơn hoàng thượng. Bãi triều. Hoàng thượng giản quy. Giản quy. Cuối cùng cha con mình cũng về tới nhà toàn bạn, đã thoát nạn rồi con. Trời ơi. Trời ơi cha, con muốn cởi bộ đồ này ra. Bộ đồ này khó chịu quá à. Bộ mão này. Con đừng có nói vậy. Ăn nói mà không biết suy nghĩ gì hết, cho nên mang tiếng là vô phép đó, thấy chưa? Ủa thì vua hỏi sao con trả lời vậy thôi. Sao cha nói con vô lễ? Con cứ nói mà chẳng suy nghĩ gì hết. Nhờ ơn của hoàng thượng cho nên con mới trở thành tân khoa trạng nguyên, trẻ tuổi nhất triều đình từ cổ chí kim. Người người biết tiếng, con phải biết ơn. Nếu làm cạn mà vua có bắt con học lễ trước mặt triều thần, có phải như vậy là thất lễ với con không cha? Làm con mất mặt với các quan, con chẳng thèm làm quan nữa. Cha, cha cho con đi đánh trống rồi đi tắm sông với các bạn nha cha. Mà nhớ á, dắt con ngé của cha đi ăn luôn nha. Dạ. Hiền. Dạ. Đi về thôi con, chơi nãy giờ mệt rồi. Cha cho con chơi một chút nữa đi. Thôi không biết nữa. Về đi rồi ngày mai chơi tiếp. Cha cho con chơi tiếp đi. Nghe lời cha, đi về đi con. Con ghé của mình đi đâu rồi con? Ủa, hồi nãy con thấy nó nằm bên đó mà. Giờ sao nó đi đâu mất tiêu rồi? Nè, tụi con, hồi nãy giờ có thấy ai lảng vảng đây không? Dạ không. À, cha ơi, hồi nãy con thấy chú Nhất ở trong đó đó. Chú Nhất. Ủa, anh tới chơi hả? Tôi không có tới chơi. Ủa, sao anh bắt con ghé của tôi? Tôi bắt con ghé anh hồi nào? Đứa nào nó bậy nó bạ vậy? Con ghé này rõ ràng là của tôi. Mà hồi nãy thằng Hiền nó cũng thấy anh lãng vảng ở khu vực nó chơi nữa. Trời ơi, tôi ra đồng tôi thấy mấy đứa nhỏ nó chơi nè. Mà tụi nó đang chơi thì làm sao thấy tôi bắt con ngé của anh được? Nó bậy nó bạ cái gì vậy? Con ngé này là do trâu của tôi đẻ ra. Cái gì? Trâu nhà anh là trâu đực thì làm sao mà đẻ? Vậy đó. Ủa mà rồi anh có cái gì chứng minh là trâu của anh đẻ ra con ngé này? Anh nói tôi nghe coi. Hả? Không có chứ gì. Không có thì đi về giùm tôi đi ha. Thích cái gì á thì đi kiện nha. Anh đúng là ngang ngược mà. Ủa có gì đâu ngang ngược. Tôi sẽ đi kiện anh. Kiện thì kiện đi. Đi về kiện con. Dạ. Ông xã nghĩ coi, chỗ láng giềng thâm tình với nhau,
Mà cái chuyện nó nhỏ xíu bằng con nghé vậy thôi, mà nó đi kiện tôi. Tôi nói thiệt với ông á, tôi tính đem chuyện này lên ông Lý. Ông biết không, ông Lý là ông anh, con của bác tôi. Tôi mà tôi nói một tiếng thôi là chuyện gì cũng xong hết. Nhưng mà tôi nể ông, không lẽ tôi làm vậy á vừa cấp sao? Rồi nói xã ở đây có một chuyện nhỏ xíu như vậy mà xử lý cũng không xong. Nếu như vậy thì mất mặt ông, đúng không ông xã? Cho nên á, tôi mới đến đây là tôi giúp ông. Ông liệu làm sao mà xử cho đàng hoàng? Hả? Anh Nhất làm như vậy là đúng lắm. Bình thường, tranh chấp cỡ nào tôi bẻ cũng xong hết. Nhưng mà lần này có thằng Trạng Nhí nó xía vô, tôi e rằng hơi bị khó. Thôi đi ông ơi, Trạng Nhí thì Trạng, nó cũng chỉ là một thằng trẻ ranh, hỉ mũi chưa sạch. Nó làm sao mà qua được một người dày dặn kinh nghiệm như ông xã đây, đúng không? Tôi nói thì cho ông đỡ lo thôi, chứ thật sự không lẽ tôi như vậy á mà lại thua cái thằng đó hay sao? Đúng, ông làm việc này á cho tốt đẹp vô, tôi sẽ nói với anh tôi đầy bạc cho, yên tâm. Ừ, cảm ơn nha. Bẩm xã trưởng, con Nguyên Đơn đã tới. Cho vào. Thưa xã trưởng, tôi đến đây để... Thôi khỏi, ta đã nghe đầu đuôi hết rồi. Người á, vu dạ cho Nhất đây lấy trộm con nghe đúng không? Tôi không có vu dạ, tôi có nhân chứng đàng hoàng. Là Tân Khoa Trại Nguyên đây á là người làm chứng. Với lại tôi qua nhà anh Nhất, tôi cũng thấy con nghé của tôi được buộc trong sân của ảnh. Mày nói cái gì? Nghé của mày mà buộc trong sân nhà tao? Trâu tao mới đẻ, đó là nghé của tao, mày hiểu không? Trâu của anh á là trâu đực, làm sao mà đẻ được? Ai nói mày trâu đực không đẻ được? Đúng không xã? Đúng rồi. Ai nói là trâu đực không đẻ được đâu? Thôi bây giờ mình thua rồi, mình về đi cha. Sao thua được con? Trâu đực sao đẻ? Thôi mình thua rồi, về đi cha. Đi về cha. Ủa vậy vậy thôi hả? Hả? Tưởng đâu đem Trạng tinh hù được ta. Ai dè nói chưa được một câu đã đành húc thủ rồi. Kỳ này á là anh lời to rồi nha, nhớ đó. Ông cũng không thiệt đâu, tôi hứa mà. Lẽ ra cha không có nên lôi con vô chuyện này, tự nhiên làm người ta ghét con. Thôi con đừng có buồn, phép vua thì thua lại làng mà. Mình chẳng có của cải, cũng không có thân thế gì hết, thấp cổ bé họng thì đành phải chịu thôi. Không phải thua, cha cứ để con nghe đó, để cho ổng nuôi giúp đi, rồi vài bữa nữa mình lấy về. Sao lấy được? Để lâu quá, cứt trâu quá bụng, sao đòi được con? Để rồi cha coi. Ý, chờ cha nữa. Loa, đã tới kỳ xu thế, các hộ lên xã đóng đầy đủ đúng hàng, nếu không sẽ bị tịch thu ruộng đất, xung vào đất công. Loa, đã tới kỳ xu thế, các hộ lên xã đóng đầy đủ đúng hàng. Xu thuế liền liền, hết thuế đinh rồi tới thuế điền, ai mà chịu nổi? Có con trâu cho nó cày ruộng, thiếu ăn quá nó quỵ rồi. Còn con ghé tính nuôi lớn chút để bán trang trải, đóng tiền xu kỳ này thì bị lấy mất, thiệt là khổ hết sức mà. Cha, đến lúc lấy lại con ghé rồi đó cha. Sao mà lấy được con? Cha cứ ăn no ngủ kỹ rồi xem. Xã trưởng, dạ. Ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Mãi tới ngày đóng thuế rồi mà tới bây giờ chưa đóng nữa. Dạ bỗng ông Lý, em cho mỏ gõ quanh khắp làng, nhưng bọn chúng vẫn chai lì, không ai chịu đóng hết. Em
cũng chẳng biết làm sao nữa. Ông làm không được thì ông xuống đi, cho người khác làm. Dạ, dạ bẩm ông Lý. Cái vụ này có thằng Trạng Nhí nó xí vô, không biết nó kích động, cái đám trai tráng trong làng đều đình công hết ráo, không ai chịu đóng xu thuế và cũng chẳng chịu ra đồng lòng ăn gì hết á. Rồi ông chịu thua cái thằng nhóc 8 tuổi hay sao? Ông tóm cổ nó, nhớ thằng nào cứng đầu nhất đưa tới đây. Nếu mà tra ra rồi, đưa thằng nhóc lên kinh cho hoàng thượng chịu trách nhiệm. Dạ. Lên đâu? Dạ. Mời cha con Trạng Nhí vô đây. Dạ. Dạ bẩm ông Lý, ông cha đòi cha con tôi, không biết là có chuyện gì. Có ông Lý mời, tại sao giờ này mới tới? Dạ bẩm ông Lý, ông xã thứ tội, hồi nãy tôi mới sanh con, mệt mỏi trong người cho nên hơi bê trễ. Nói cái gì vậy? Bộ tính giỡn mặt với ông Lý hả? Cha tôi nói thiệt, có tôi làm chứng nè. Cha tôi á mới sinh em trai Khôi Ngô Tấn Tú nè. Cha tôi vừa mới sinh nở xong còn mệt mỏi trong người. Thật là mắc cười mà. Mắc cười. Ta tưởng ngươi giỏi giang thông tuệ tới cỡ nào mới đứng đầu bảng hổ, mà ai ngờ hội đồng chấm thi cũng thần kinh hết rồi. Làm gì có đàn ông mà đẻ con? Muốn trốn xu thế hả? Mới nghĩ ra cái chuyện này hay sao? Ý ông Lý á là giống được không đẻ được đúng không? Còn phải hỏi nữa hả? Vậy mà trên đời có cái chuyện á, con trâu đực cung nhất á có thể đẻ được con nghe. Ông Lý hỏi ông xã tưởng thử coi, có phải vậy không? Nếu không phải á thì trả con nghe lại cho cha tôi, còn nếu không tôi mét vua đó nha. Xã trưởng. Dạ. Có chuyện đó hay không? Dạ bẩm ông Lý. Cấp báo, cấp báo, cấp báo. Muôn tông bệ hạ, có sớ từ Bắc Kiều. Có chuyện gì? Bóng hoàng thượng, nhà Nguyên hạ chỉ hoàng thượng phải gả công chúa Chiêu Nghi về bên đó làm dâu. Trung môn bắt bi ta đây, ngoài mặt là gả con, nhưng coi như con gái ta phải qua bên đó làm con tin. Chúng ta phải cứu công chúa thôi bệ hạ. Bằng cách nào? Bẩm bệ hạ, bệ hạ hãy tìm cách thoái thác một cách thật khéo léo, đừng để họ biết. Mặt khác, chúng ta họp báo quan văn võ, nhất định sẽ có cao kiến. Kêu tất cả bá quan văn võ gặp ta ở đại điện. Thần tuân chỉ. Đã mấy cuộc họp bàn rồi mà các quan trong triều chưa ai tìm ra cách gì khả dĩ để cứu được con ta, vừa có thể tránh được họa ngoại bang. Chẳng lẽ phải để con ta vào chốn hang hùm miệng sói sao? Bẩm hoàng thượng, bây giờ chỉ có một người hoa chăng có thể nghĩ ra kế đột phá để cứu công chúa. Là ai? Ngươi nói thử xem. Bẩm hoàng thượng có còn nhớ đứa bé đã độ tràng cách đây 3 năm? À, đúng rồi. Tại sao ta lại quên mất chứ? Triệu hồi Trạng về kinh liền cho ta. Bẩm hoàng thượng, hạ thần còn phải ở lại tiếp sứ, chắc là phải cử người khác đi mời Trạng. Thưa hoàng thượng. Đi mau, đi mau. Thần tuân chỉ. Chỉ là một thằng nhóc mà bắt ta phải về làng để mời lên sao? Dạ đúng ạ. À, theo thần nghĩ cũng chỉ cần truyền dụ cho Trạng hồi cung là được rồi. À Quan, à Quan, Quan, à, hình như thằng bé kia là Trạng đó. Cái thằng bé chút xíu đó sao? Có phải không? Dạ bẩm con cũng không rành, nghe nói Trạng rất thông thuệ, hay là Quan qua thử coi. Ê nhỏ. Ông kêu tôi. Thằng bé này láo thiệt, chẳng biết phép tắc gì hết. Người lớn hỏi mà trừng mắt hỏi lại là sao? Nè, ngươi có phải là Trạng Nguyên 3 năm về trước không? Biết là Trạng hả? Sao còn kêu như này nhỏ nọ nữa? Ông mới là người thất lễ á. Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy một Trạng Nguyên nào mà lóc chóc
chơi mấy cái trò trẻ con này. Ta muốn chắc chắn không làm người. Giờ nếu đúng là trạng á, ngươi đối thử câu này ta nghe coi. Tử là chữ, cắt dần đầu. Tử là con ai? Du là chân, chặt ngang lưng. Đinh là đứa, đứa nào? Dạ. Ủa, đang chơi vui sao con lại về rồi? Ủa, có chuyện gì hả? Con tưởng á là được yên thân, ai dè tai ương lại đến. Tai ương? Mà là chuyện gì? Con á chỉ mới 11 tuổi à. Con thích tắm xong đi đánh trọng với mấy tụi bạn, chứ con không muốn lên kinh đâu. Nhưng mà ai nói với con là lên kinh? Dạ, bẩm đại quan, chắc là từ kinh thành tìm về, không biết là có chuyện gì. Nhà của Trạng Nguyên ở đây sao? Còn Trạng đang làm gì đó? Kìa con, sao không đứng lên chào đại quan đi? Không, hồi nãy á gặp ở đầu làng đã chào rồi, với lại con đâu có mời ổng dưới đây đâu. Ngô Giang quân tử diễn bào trù, hà tu mỹ táo, người quân tử xa chỗ bớt nút. Sao Trạng lôi cua ở đó nên ông táo vậy? Ngã bản hữu quan cư đỉnh nại, khả tạm điều canh. Ta vốn ở ngôi khanh tướng, nhưng nay còn tạm nấu nồi canh. Đúng là Trạng đây rồi. Đúng là khẩu khí của người khí khái, nói quá chỉnh mà. Trạng Hiền tiếp chỉ. Thánh thượng dạng tới, dạng tới. Trạng Hiền tiếp chỉ. Có việc quan trọng, hoàng thượng muốn hỏi ý kiến của Trạng. Mời Trạng về cung. 3 năm trước hoàng thượng nói ta không biết lễ, nhưng có phải bây giờ mà hoàng thượng không biết lễ không? Đón Trạng về cung mà sơ sài sất sược, quạnh quẹ này kia, tông đi. Dạ bẩm hoàng thượng, thằng nhóc đó quả thật rất cứng đầu, nó chẳng biết sợ là chi. Tuy nhiên quả là bậc kỳ tài khó ai sánh được. Có tài mà ngông, còn nhỏ đã dậy lớn thì sao? Xin hoàng thượng phải trị tội cho chừa. Ý thần cũng như vậy. Thật ra thì hắn nói không sai, chúng ta đã xử không đúng phép. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị võng lộng quan gia về làng đón Trạng cho đúng luật triều đình. Tuân lệnh. Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ có chỉ triệu tập thì tôi có mặt. Khanh bình thân. Đa tạ hoàng thượng. Ta rất nóng lòng muốn gặp khanh. Còn cái chuyện mà không đúng nghi lễ, mong khanh bỏ qua cho trẫm. Hiền tôi á vốn không ưa cờ quạt tiền hô hậu ủng, chỉ mong á được đối xử công bằng, thì một mình một ngựa vào cung càng gọn. Ta hiểu. Hôm nay ta triệu khanh về cung vì có một chuyện rất cam go. Nhà Nguyên đang bắt ta gả con gái về làm dâu bên đó, coi như để bắt làm con tin. Nếu chống lệnh sẽ lấy đó làm cớ tràn qua chinh phạt. Giờ theo khanh có cách giải quyết nào không? Muôn tâu hoàng thượng, chuyện đó không khó. Bệ hạ nói sao? Công chúa đã có nơi có chỗ à? Người đó lại phò mã tương lai, nếu chỉ là con dân của Đại Việt thì ta đây có thể lùi bước nhường trước thái tử của quý quốc. Ngặt nổi cũng là thái tử lân bang. Hôn ước không chỉ là chuyện của hai gia tộc mà còn là chuyện giao bang. Mong sứ về tâu lại với quốc vương của mình. Lý do lý châu ta không phục, chắc chắn thiên triều sẽ nổi giận lôi đình. Ta muốn gặp phò mã tương lai của bệ hạ để coi hắn của thầy cán gì mà hơn thái tử Nguyên Kiêu. Phò mã vừa mới đến chơi, tuy nhiên còn lạ nước lạ cái nên bị mắc bệnh truyền nhiễm, phải cách ly. Nhưng nếu sứ giả muốn thử tài, xin cứ đưa ra thách thức, ta sẽ chuyển lời cho. Được, nói ngày mai kêu phò mã của các ngươi phải làm cho ta một món ăn tuyệt hảo. Tưởng gì
nếu chỉ là món ăn, ta sẽ đãi sứ giả một yến tiệc thật linh đình luôn. Ta chưa nói xong, món ăn tuyệt hảo đó phải làm bằng thịt của đàn bà có râu. Nghĩ không ra kêu hắn ơi cút xéo đi, còn bằng không thịt hắn cho nằm trên đĩa. Đúng là độc ác mà, bắt ta làm thịt người cho hắn ăn. Nhưng đàn bà có râu tìm ở đâu ra? Rõ ràng là hắn muốn bắt bí ta. Bẩm hoàng thượng, câu đố này á còn dễ hơn cái câu thịt chim chia thành 10 món của hoàng thượng. Khanh nói sao? Ngày mai sẽ có thịt đàn bà có râu cho sứ, chỉ sợ là hắn ăn không nổi thôi. Thịt gì đây? Đây là thứ thịt mà sứ giả yêu cầu, thịt đàn bà có râu. Hoàng thượng lấy đâu ra thứ thịt này? Trong trại gia súc triều đình có sẵn rất nhiều, không phải đàn bà có râu chính là con dê cái sao? Xin sứ miễn trách, bởi vì người đàn bà có râu nhiều như vậy á, đẻ hơi nhiều nên thịt mới dai. Bé này lại, tại sao đứng cạnh hoàng thượng? Đây là quan trạng nguyên nhỏ nhất trong triều đình của ta mà thôi. Chẳng hay sứ đã thỏa mãn với câu trả lời, hay còn yêu cầu nào khác với phò mã của ta? Chưa đâu, phò mã phải kiếm cho ta một bông hoa bốn màu, nếu không không còn thấy. Thật là sắc sược. Tâu hoàng thượng, sáng mai sẽ có hoa bốn màu cho sứ. Đơn giản thôi, đây cũng là câu trả lời của phò mã của ta. Đó chính là, thưa sứ, hoa thuốc phiện, còn gọi là hoa anh túc. Loại hoa này rất đặc biệt, cùng một thân cây nhưng lại có bông hoa với bốn màu khác nhau. Chưa xong đâu, gửi choảng một câu hỏi cuối, tìm cho ra một món ăn có năm gì. Mời ngồi. Sao rồi, phò mã của các người bó tay rồi chăng? Sao không thấy chuẩn bị món ăn nào hết? Xin sứ cứ bình tĩnh, chỉ vì món sứ đồi nó quá nhỏ bé và bình thường nên chúng tôi không cần phải kỳ công. Đây, đó chính là món này. Nồng cay, đắng chát, ngọt. Miếng trầu nhỏ bé này hội đủ năm vị, sứ có đồng ý không? Chuyện đến tên phò mã đó một câu hỏi, cái gì là thiên biến vạn hóa? Tôi chán ở đây rồi, chán cái ông sứ tàu phách lối đó. Ta nhớ cha lắm, ta muốn về nhà. Trước giờ có vị trạng nguyên nào lại than nhớ cha nhớ nhà như ngươi đâu. À, chắc cái tên sứ đó hiện giờ chắc chắn cũng đang rất là mệt, cho nên ngươi giúp ta lần này đi, trả lời cho ta biết cái gì thiên biến vạn hóa. Đâu, phò mã của các ngươi có câu trả lời chưa?
Ta nghĩ không sai mà. Đứa nam nhỏ bé của các ngươi làm gì có được nhân tài. Dạ bẩm thưa sứ, tuy nước Nam chúng tôi nhỏ bé, nhưng nhân tài thì có ở khắp nơi. Có sao không trả lời? Chẳng lẽ sứ giả không còn câu hỏi nào khó hơn hay sao? Chớ câu hỏi này, ở nước tôi, một đứa bé mới vừa biết nói, nó đã trả lời được rồi. Đâu? Như vậy thì thiên biến vạn hóa đó là cái gì? Đó là mây. Chỉ có mây mới thiên biến vạn hóa, thay đổi liên hồi không bao giờ ngừng nghỉ. Sẵn đây phò mã nước tôi gửi lời cáo lỗi tới sứ vì không thể đến diện kiến được, mong sứ bỏ quá cho. Cảm ơn ngươi Trạng Hiền, nhờ ngươi mà ta đủ được tên sứ giả đó đi, cứu được công chúa và bờ cõi cũng đỡ được nạn ngoại xâm. Ngươi muốn ta ban thưởng thứ gì? Tôi muốn về thăm cha. Tưởng cái gì? Cái đó có gì đâu mà khó. Ta sẽ truyền đem giống lộng đưa Trạng Nguyên về nhà. Không cần đâu, tôi chỉ cần một con người tốt là được rồi. Đâu có được, ta phải bảo vệ tài sản quốc gia chứ. Dạ. Quan Cạn ơi, Quan Cạn, Quan Cạn ơi, Quan Cạn, Quan Cạn ơi. Là chuyện gì nữa? Dạ bẩm Quan Cạn, có chỉ triệu Quan Cạn về triều đình ngay lập tức. Cái gì vậy? Ta vừa về chứ được bao lâu mà. Dạ bẩm Quan Cạn, con chạy một mạch từ kinh thành về tới đây, bây giờ á mà làm một chuyến khứ hồi á chắc con chết đó Quan Cạn. Mà nếu bây giờ con không rước được Quan Cạn về, chắc con cũng chết luôn. Thôi con à, thương người ta thì về cung đi. Rồi dịp khác á về thăm cha nha con. Ta đã nhân lệnh thiên tử của Đại Nguyên về việc hôn ước của công chúa. Thiên tử của ta gửi lời chúc mừng công chúa. Cho ta gửi lời đa tạ đến quốc vương của Quy Quốc. Nước Nam bây giờ ngay cả đứa nhỏ chưa đỏ máu đầu cũng là thiên tài. Thiên tử muốn thử tài một phen. Bốn quốc sẵn sàng chờ thử thách. Câu đối như sau: Lưỡng Nhật binh đầu Nhật, Tứ Sơn điên đảo Sơn, Lưỡng Dương tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu tung Hoành Giang. Nói trong ngày nay phải có câu trả lời. Tất cả ba quan văn võ đến viện hàn lâm, không ai giải được câu đố đó. Thật là điên đầu. Sao Trạng Hiền lâu quá vậy? Thần xin ra mắt hoàng thượng. Khanh Bình Thân, đứng lên, Bình Thân. Trạng về tới là triều đình được cứu rồi. Mau đưa câu đố cho Trạng Hiền đọc, mau lên. Dạ. Sao rồi? Câu đố của thiên triều. Nhân tài đất Việt có trả lời được không? Bổng hoàng thượng, cho phép hạ thần được giải câu đố. Được, ta cho phép. Phiền sứ hãy lắng nghe lời tôi giải. Lưỡng Nhật binh đầu Nhật, Tứ Sơn điên đảo Sơn, Lưỡng Dương tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu tung Hoành Giang. Có nghĩa là hai mặt trời bằng đầu, bốn trái núi điên đảo, hai vua tranh một nước.
bố mẹ nằm ngang dọc. Câu thứ nhất: lưỡng nhật bình đầu nhật, có nghĩa là hai chữ nhật xếp bằng đầu nhau sẽ thành chữ điền. Câu thứ hai: tứ sơn điên đảo sơn, bốn chữ sơn xếp ngược xuôi chạm đầu vào nhau cũng tạo thành chữ điền. Câu thứ ba: lưỡng dương tranh nhất quốc, hai chữ dương xếp chéo vào nhau cũng sẽ thành chữ điền. Câu thứ tư: tứ khẩu trung hoành giang, bốn chữ khẩu xếp hai hàng ngang dọc cũng trở thành chữ điền. Tóm lại, tất cả bốn câu thơ trên đều nói đến một chữ, đó là chữ điền. Câu hay quá ha. Câu mình thôi. Hôm nay ta rất vui mừng vì đất Việt ta có một người tuổi trẻ tài cao, tài năng xuất chúng. Nguyễn Hiền, tiếp chỉ. Thần xin tiếp chỉ. Ngươi đã có công hiến kế cứu được công chúa và giữ yên bờ cõi Giang Sơn. Nay ta truyền lệnh sắc phong Trạng Nguyên Nguyễn Hiền chức thượng thư, ban thưởng hậu hĩnh châu báu lụa là, và cho về quê thăm cha 3 tháng. Tạ ơn hoàng thượng. Tạ ơn hoàng thượng. Cảm ơn lễ. Cha ơi, con đi về thăm cha rồi. Thôi, dạ. Nhớ tao dặn gì chưa? Ở nhà cấy lúa, coi trâu, làm cỏ, dọn nhà. Nhớ nấu xong cái nồi bánh đó, tao về mà không có bánh bán biết tao đâu nghe mày. Dạ con biết rồi. Chú đi tới mấy ngày vậy ở đó mà lo. Sao không lo? Tối ngày ăn no, đi chơi, nó dốc, nó xạo kiếm tiền xài. Không có về lừa tao với thím mày. Không chịu làm ăn gì hết. Tao đi mấy ngày về, chắc mày bán luôn cái chỗ chui ra chui vô của tao quá. Trời, con đâu có ngu. Nhà này con cũng ở vậy, bán rồi con đi đâu? Suy nghĩ được vậy là tốt à. Nhớ nấu cái nồi bánh bằng vạt đồng á. Bằng vạt đồng á, không có nấu vạt sành biết chưa? Dạ con biết rồi. Nhưng mà chú có để tiền lại để có gì con mua đồ con ăn chứ. Có chụm cá kho bữa giờ ăn mấy ngày à. Sao không đủ? Nhiều đó không đủ à. Nhiều đó ăn cả tư đó. Không có lăng nhăng gì hết. Ước gì có tiền ra hàng quán ăn cho nó đã. Cái vàng đồng. Uống 8 ly rồi mà cũng chưa hết tức nữa. Áo, nhanh lên, lại đây. Từ từ, từ. Nhanh lên. Trời ơi, sao bà không ở ngoài tiệm của hàng quán mà vào đây làm gì? Còn hỏi nữa hả? Hỏi gì? Cụi đâu? Cụi gì mà cụi? Tôi đã nói với ông rồi. Nói gì? Để cho tôi nấu, không chịu, cái gì cũng giao cho nó hết á. Bây giờ hả, bánh cũng không có, mà cái vạt đồng cũng mất tiêu. Trời ơi, vạt đồng. Ừ. Rồi thằng cụi đâu? Nó trà đồ nhôm, nó đem đi bán rồi chứ gì. Trà đồ nhôm hả gì? Là chôm đồ nhà đó. Chôm đồ nhà, thằng cuối. Trời ơi, mới nhắc nó về tới rồi kìa. Hay quá ha. Chú thím về sớm vậy? Tao biểu mày coi nhà mày đi đâu á. Tiền đâu mày ăn hàng tùng lắm á. Rồi cái giặc đồng đâu? Chú hỏi vậy chú biết rồi còn gì nữa. Chú có đầu óc thiệt chứ. Hai cái đó có liên quan. Liên quan gì đâu mày? Mày có biết là cái vạt đồng đó là quý nhất trong cái nhà của tao không hả mày? Dạ mới biết đó thì nè. Công nhận nó quý giá thiệt chú thím. Mày nói đâu? Tao nói cho mày biết à. Một là mày chuột nó về cho tao. Đúng rồi. Hai á, mày chết mày với tao. Đi. Con nghi là khả năng thứ hai quá. Chú biết sao không? Là sao? Cái ông mua đồ đồng á, khi mà con đưa cái vạt đồng cho ổng á, xong cái ông nhìn qua một cái mà ông sáng lên ha. Xong cái ông đưa tiền cho con. Con mới nhìn tiền một cái nhìn lại ông thấy ông ba chân bốn cẳng ông chạy mất tiêu rồi. Giống như bị ma đuổi vậy á. Giờ biết ổng đâu mà kiếm. Trời ơi. Mày chết mày với tao. Đi với tao. Ông, đi đâu? Đi dẫn nó đi. Trời ơi. Nuôi cái thứ gì đâu ở trong nhà đó. Thiệt bực bội hết sức vậy đó. Tên kia. Dạ. Nghe chú người nói.
ngươi lấy cái giặt đồng đi bán phải không? Dạ, con đâu có chối. Nhưng bây giờ nè, chú ngươi muốn, ngươi đem cái giặt đồng về, ngươi tính sao? Dạ, thì chú phải buông tay con ra, thì con mới kiếm giặt đồng về trả cho chú được chứ. Quang, đừng có tin nó là bộ nó nói dối, nó thằng buông mua giặt đồng á, bỏ chạy mất tiêu rồi. Miễn sao con kiếm giặt đồng về trả cho chú thôi. Thôi được, thả nó ra đi. Hey, ta tha cho ngươi, nhưng ta kỳ hạn cho ngươi một canh giờ, đem giặt đồng về đây, hiểu không? Dạ, Quang. Quang, cho Quang thả nó đi thiệt không Quang? Ủa, cái thằng mà nói dối như củi, lừa tiền của người ta là thằng này đó hả? Dạ, nó đâu Quang, nó đâu Quang. Ta thấy nó thành khẩn quá mà. Trời ơi, thành khẩn cái gì đâu mà thành khẩn. Quang mà nghe lời nó là Quang bán lúa giống ở nhà Quang, Quang ăn luôn đó. Con ở chung nhà nó, con là chú của nó mà con không rành nó sao được. Thay vì con dẫn nó lên công đường cho Quang xử nó, nể tình chú cháu, con mới dẫn tới nhà riêng của Quang để Quang xử nó một lần cho nó chưa. Để coi sao. Trời ơi, đây gì là nó đi mất tiêu. Dạ có là Quang. Dạ, giặt đồng. Tên kia, ta kêu ngươi kiếm giặt đồng về trả cho chú ngươi. Giỡn mặt với ta đó hả? Hả? Dạ, con nào dám giỡn mặt với Quang. Đây, giặt đồng, trả cho chú. Nói với Quang rồi, Quang không tin. Thằng này là thằng lừa đảo. Đó, Quang xử ra sao, Quang xử đi. Con lấy giặt đồng của chú, con đem bán. Giờ con trả giặt đồng lại cho chú. Nó lừa đảo vậy là sao? Mày đưa tao con chim này. Mày nói là giặt đồng hả, thằng quỷ kia? Thì đây là con giặt. Giặt bắt ngoài đồng gọi là giặt đồng, còn gì nữa. Cái thằng coi vậy cũng thông minh thiệt chứ. Đúng là lời đồn không qua mà. Nhà ngươi đúng là quỷ quyệt thiệt. À thôi vậy, bây giờ ta đố ngươi một chuyện. Nếu ngươi làm được, ta tha cho. Còn ngươi làm không được, ta đánh 20 hèo ngươi chịu không? Gì kỳ vậy Quang? Con đã định bù thiệt hại lại cho chú rồi nè. Ta không cần biết. Bây giờ nè, ta đang ngồi ở đây nè, ngươi làm sao mà lừa được ta ra đứng ở ngoài cửa, ta tha cho. Dạ, con làm sao lừa được Quang? Quang quyết định không ra để thách con rồi. Con nói sao để Quang ra? Ta không biết. Ngươi làm sao làm? Nếu mà ngươi làm không được là thua phải không? Thua phải không? Linh, Linh đâu? Quang. Dạ vậy, con nói sao Quang cũng không ra cửa. Có môn á, giờ Quang ra cửa đi. Con có cách lừa Quang trở vô đây. Thiệt không? Dạ thiệt. Được, vậy để ta thử coi. Ta đứng đây, ta đố người làm sao mà lừa được ta bước vô trong nhà. Dạ vậy. Lần sau là quá thua rồi. Con lừa quay lá cửa lên rồi. Con lừa quay lá cửa lên rồi. Má thua rồi. Thảnh thơi quá, sung sướng ghê. Cúi. Dạ. Ra đây ngồi câu cá hả? Dạ, công việc chú thím mới ra con đã làm xong hết rồi. Giờ con ngồi đây câu cá, kiếm cá đem ra chợ bán để kiếm tiền mua gạo ăn. Chứ chú thím đâu có mua gì cho con ăn đâu. Trời ơi, nó nói làm như là tôi với ông ác dữ lắm vậy đó. Bỏ đói nó không bằng à. Nè. Dạ. Tao nói cho mày biết nha, mày giữ nhà phải cho cẩn thận. Từ nay mà mày bán bất cứ một món gì trong nhà, tao sẽ đuổi mày liền. Nói cái giặt đồng á. Chứ thôi tao đuổi mày rồi đó. Tao chịu đựng mày bao nhiêu lâu đủ rồi nha mày. Chú thím giấu mấy đồ quý giá hết rồi, còn gì đâu mà bán. Nhưng mà muốn con không bán, chú thím phải để tiền lại để con mua đồ ăn con ăn. Trời. Lần nào chú thím đi con cũng đói rã họng á. Mày lừa người khác hay lắm mà. Sao mày không đi lừa người ta nói dốc nói xạo để kiếm tiền ăn? Đi bà. Khoan đã. Nè. Dạ. Mày ở nhà nha. Mày cho heo củi ăn đàng hoàng đầy đủ nha. Tao về mà con heo nó sụt ký là mày chết mày với tao nha mày. Thím yên tâm đi, con sẽ cho nó ăn thiệt là nhiều luôn. Để khi thím về nó mập hơn thím luôn á. Cái thằng này, mày nói cái gì? Mà chẳng thà vậy đi. Mày sao kệ mày, miễn sao đừng bỏ đói heo là được rồi. Đi bà. Đi. Thank you.
con heo. Giá vậy là hết rồi. Tại người ta biết nhà có của, đồ ăn dư thừa cho nó ăn, heo chắc thịt mới có giá đó. Bán không bán thôi không mua đâu. Tại tôi cần bán tôi mới bán thôi. Thôi đưa tiền đại đi. Chịu phải không? Ừ. Đây nè. Cảm ơn nghe. À, khi nào ông làm con heo xong á, nhớ cho tôi đuôi heo nghe. Chị mày. Trời đất ơi, tôi có lời lớn nhiều đâu cho mày cái đuôi. Thì người ta có chuyện riêng. Nghe. Chuyện. Đi à. À. Nhớ giữ kín chuyện này giùm nghe. Đừng có nói cho ông bà biết là tôi bán con heo cho ông là chết luôn á. Ai, chú Thiên Hai hả? Ờ. Nghe. Ờ, biết rồi. Nhớ nghe, chút nữa qua lấy. Tự nhiên nó xin đuôi heo. Cái thằng này. Ông cho tiền ông ăn, ông có cách kiếm tiền. Cái gì? Con heo chui xuống đất. Con nói thiệt mà. Con thề luôn á. Lúc nãy á, con cho heo ăn theo lời chú thím dặn á. Tự nhiên con nào ông xuất hiện, mặt mũi ông bậm trợn lắm. Ông xuất hiện ra xong cái ông phát tài cái. Tự nhiên con heo nó xuống dây, nó bỏ, nó chạy. Con dí con chạy theo ra nó đây. Ông vỗ đồng một cái, nó chui xuống đất. Xong chắc nó về ông phủ rồi á. Nè, thiệt không mày? Thiệt. Sao tao nhìn cái mặt mà tao nghi lắm mà nha. Làm gì có vụ quỷ mà heo nữa. Ừ. Dạ sao biết được. Chắc nó bị đầu thai lộn á. Nếu con nó sợ sao có đuôi còn ở đây. Lúc vừa nãy con chạy ra nha, lúc ông khuất tay cái, nó chui cái đầu xuống, xong nó chui hai chân trước, xong tới cái mình, xong tới hai chân sau, rồi con ba tới con chụp đi nè. Con giữ nãy giờ luôn á. Hay là chú Thím giữ giùm con đi, đừng làm quá nghe. Coi chừng nó đứt cái đuôi là nó đi xuống âm phủ luôn á. Để con chạy vô con lấy cuốc đào lên con bắt heo lại. Giữ đi. Nghe tai nghe. Bu ra. Coi chừng nó chui xuống đất luôn á. Đợi con chút nghe. Từ bà. Lấy lên mày. Cái thằng này nhanh lên. Dạ dạ. Giữ vô bà nghe. Cái thằng nó chui xuống đất á. Chú Thím ghị nhẹ nhẹ thôi. Để con bưng coi. Nhẹ thôi. Trời ơi. Con heo. Trời ơi, con heo đâu? Trời, chú Thím biết chưa, nó rồi ghị nhẹ nhẹ thôi. Ghị sao nó đứt cái đuôi chui xuống dưới luôn rồi kìa. Cũng bà không à. Chú Thím giật nhẹ nhẹ thôi. Giật cho giữ rồi nó đứt luôn cái đuôi luôn rồi kìa. Thì ông kêu ghị ghị thì tôi ghị. Nó la làm sao? Giờ làm sao đây? Ủa? Ê mày, mày có gạt tao mày? Dạ. Con sợ chú hồi nào đâu. Tao mà biết mày đặt chuyện mày biết tới đâu. Mà nữa. Vậy biểu nhẹ nhẹ thôi. Giật cho mạnh. Đó còn cái đuôi không à. Thì ghị mạnh nó mới lên chứ. Yeah. Tức thằng quỷ này quá. Làm gì có ma quỷ bắt heo. Chú hai. Chú hai. Nhà chú còn con heo nào không, bán tôi đi. Ở đâu mà còn. Có một con á, hôm bữa bị người âm bắt mất tiêu rồi. Mày không nghe hả? Cái gì? Heo chú hai nuôi thịt ngon nha. Thịt ngon còn xẻ ra còn bán á. Ai cũng khen heo ngon. Uống thiệt. Đứng lại. Sao mày biết heo tao nuôi ngon? Dạ thì chú hai dư giả ăn đồ ngon, có dư thừa cho nó ăn thì thịt nó phải ngon rồi. Trông nghi lắm. Đâu ra cái vụ mà người ăn bán heo. Con heo đó có phải thằng Cụi nó bán cho mày không? Đâu có đâu. Con đâu có mua heo gì của thằng Cụi. Mày không nói phải không? Được rồi. Tao đang tính làm trại heo. Nay mai xuất chuồng á, tao kêu mối lái khác vô mua đó. Mày đừng có năn nỉ nha. Chú hai. Dạ, con nói chú cái này. Chú đừng có nói là con nói được không. Chú nói với nó là chú nghe phong phanh đâu đó. Nói đi. Chứ để mà nó biết á, là nó chửi con chết luôn á. Thì nói đi. Dạ, con nói thiệt với chú á, thằng Cụi nó bán con heo cho con. Thằng Cụi bán con heo cho mày. Dạ,
còn biết sao nó xin lại cái đuôi nữa. Mày là quỷ chứ ai? Quỷ nè, quỷ nè, quỷ nè, quỷ nè. Thôi. Được rồi, thì đi ra coi hàng đi. Để nhà tôi coi được rồi. Rửa mặt ra coi hàng mày. Dạ, thím chú Quỳnh Đạo à. Đã hả mày? Trời đất ơi. Đau đau thiệt nè. Nó còn cười nữa đó. Cái thằng khốn, ông đuổi nó đi cho rồi đi. Nuôi cái ngữ đi ở trong nhà, nó phá dài dài cho con coi. Đuổi được sao mà đuổi? Mình lượm nó về từ nhỏ, nuôi cho nó tốt biết bao nhiêu là lúa, bao nhiêu là gạo. Bây giờ phải bắt nó làm để trả nợ chứ, sao đuổi được? Nếu mà không đuổi nó đó thì phải nhẹ nhẹ tay với nó. Ông mà quýnh cái kiểu này hoài nha, nó còn phá giữ thần ôn nữa hả? Phá, giết nó cho phá. Lại lên mày, đi chậm như rùa nha. Đau quá chú ơi, chú thử bị đòn giống như con coi, chú đi lẹ nổi nó không? Ê, sao lúc mày ăn cắp đồ tao mày bán á, sao mày không đau? Ê, thằng kia, mày làm gì? Mày đè cái gì? Dạ, con mới chụp được con chim mập ú ù luôn chú. Trời ơi, con này mà nướng lên là thôi rồi luôn. Thiệt không? Dạ thiệt, chú không tin thò tay vô thử coi. Nhưng mà con sợ á, con hở răng cái là nó dùng mạnh bay lên đi mất uổng lắm. Về sao? Mấy chú chạy về chú lấy cái chài á, chú quay lại chú chụp cho con luôn để bắt cho chắc ăn. À, giờ chú chạy về nhà chú lấy cái chài. Dạ. Mẹ đem giữ chim nha. Dạ. Lẹ chú, dịch thì tao về tao lấy cái chài mẹ đem về. Dạ. Chim nha. Lẹ chú, đừng cho bay nha. Chạy đi chú. Chạy tao giúp cho mày. Đi lên. Lẹ đi. Chạy lẹ nữa chú ơi. Ừ, biết rồi, tao chạy đi. Tao chạy lên cho lấy đi. Không cho tôi nghĩ, tôi cũng tìm cách tôi nghĩ thôi. Mẹ ôm vậy cội, cho tao coi với coi. Muốn biết hả? Nhưng mà bí mật hạ hồi phân giải. Ủa chú, nó làm gì vậy chú? Không biết nó làm gì trong đó. Có cái gì vậy ta? Chắc cái đó nó quý hay gì. Ủa cội, mày làm gì vậy cội? Đã nó biết mật mà, chút biết. Cho coi thử biết đi. Ủa, chạy hả chú? Chạy có gì đâu mà bí mật dữ vậy? Tới rồi hả chú? Nãy giờ con đè con mệt quá, không ấy chú xuống chú đè đi, rồi xong cái quăng cái chài vô chú từ từ thò tay vô bắt chú nha. Ừ, gì chú đè phải không? Chú đè. Để chú đè từ. Rồi để con chụp vô chú hãy mở ra nha. Lần nữa chú. Không biết cái gì nó làm. Bây giờ chú ba. Vậy dạ. Từ từ coi chừng nó bay nha chú. Chết đi với đỡ. Nó chết đi. Mày đi về để mày chết mày với tao thầy cuội. Mày gạt tao. Nãy giờ tưởng mày mày đừng có nói gì. Mày đi về để với tao. Thôi lão nè, cho mày chưa nè, cho mày chưa nè. Tại con nói con mệt xin chú nghỉ mà chú không cho con nghỉ làm chi? Nghỉ hả mày, nghỉ hả mày? Thôi, ông tính bỏ buổi chợ luôn sao vậy? Chú đánh con cho đã đi, rồi mai mốt con làm quan chú đừng cầu cạnh con nghe. Làm quan nè. Thôi, đi ra ngoài. Đi, ông ra đi. Bà làm gì kéo tôi ra đây vậy? Ông công nhận không? Cái thằng quỷ này nó khôn thiệt đó ông. Nó lừa vợ chồng mình hết lần này tới lần khác, rồi nó lừa luôn cả quan nữa. Đuổi nó đi. Ông mà ông đuổi nó là tôi đuổi đó. Đuổi cái gì mà đuổi? Cái ruộng mình bây giờ phải làm cỏ mới trồng lại cái vụ khác phải không? Thì đúng rồi. Vì bắt nó cuốc cỏ xong đuổi, đỡ tốn tiền muốn người làm. Trời ơi, mày cuốc lẹ lẹ giùm tao đi, mày cuốc hết cái này mới về ăn cơm được, có nghe chưa thằng quỷ? Dạ, con làm hồi sáng giờ, chú bắt con cắt cỏ nè, cuốc từ sáng đến giờ mà muốn chết luôn à. Chú ơi, cho con ngồi nghỉ chút xíu nha, uống nước nha. Mày nghỉ là miếng đất này ai cuốc? Mày uống đợi đi. Mày cuốc cho xong cái mảnh đất này mới về ăn cơm được á.
Chú ơi, hết trời nước luôn rồi. Hết nước thôi lại làm đi. Không ấy, cho con chạy về nhà lấy nước ra để chú cháu mình uống xong rồi con làm tiếp. Thôi thôi thôi, thôi. Mày nghĩ sao? Giờ này mày chạy về nhà mày lấy nước rồi chừng nào mày mới ra mày cứu hết miếng đất này. Trời ơi, chứ nãy giờ con mệt con say nắng rồi. Chú bắt con làm nữa hả? Hồi con mệt con xỉu đây nè, không ai làm cho chú luôn á. Mày mệt mày xỉu hả? Chứ sao? À, thôi mày chạy về mày lấy nước đi rồi mày ra liền cho tao nghe không? Dạ dạ. Đợi con chút nha chú. Ừ, đi đi. Thiêm ơi, Thiêm ơi. Cái gì vậy? Thiêm ơi, Thiêm. Ai đuổi mày mà mày chạy như vịt vậy mày? Chú. Chú sao? Chú sao? Chú chết rồi. Cái gì? Mày mới nói cái gì đó cuội? Con gì với chú à? Đang khai quang ngoài lẫy á. Tự nhiên có con trâu điên ở đâu điên điên khùng khùng chạy lại thúc chú bay trời. Tao chú rớt xuống đất ruột gan phèo phổi văn ra một đống luôn. Trời đất ơi, rồi bây giờ ông làm ở đâu? Đang nằm ngoài đồng. Trời ơi, ông ơi sao con chết tả vậy ông ơi? Cái thằng nó nói đi về có chút xíu là nó ra liền. Dĩ mà tới giờ này chưa ra. Chú ơi, chú ơi. Mày làm gì mày chạy về nhà lấy nước mày ra đây mày khóc làm sao vậy? Gì gì? Thề thảm lắm chú ơi. Thảm là cái gì thảm? Chú về nhà lẹ đi. Thiếp sao? Thiếp chết rồi. Trời ơi, giờ tao sao chết? Khi con chạy về nhà thấy thiếp đang tính sổ tiền bạc này. Tính sổ có gì đâu chết? Cái con dế nó bò ra. Bò ra có gì đâu chết? Cái thiếp xạo quá, thiếp bay lên thiếp ôm cây cổ. Ôm cây cổ mà rồi sao nữa? Xong thiếp đu cây cổ. Rồi sao? Cái cột gãy nhà sập nè, thiếp chết. Mặt mày thiếp tái hết chú ơi. Trời ơi, vợ ơi, vợ, 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 vợ. Mặt đuôi em sao mà chạy dữ vậy không biết nữa. Bộ bị đuôi sao đụng tôi dữ vậy? Vậy mà đụng tôi dữ vậy bà nội. Chạy ra ngoài đồng chồng tôi bị trâu hút rồi ruột rồi. Bây giờ tôi ra ngoài chứ hổng xác không về nè. Tôi có chuyện với bà tôi về tôi có vợ tôi sao? Ông đánh ra cho tôi kiếm chồng tôi. Ông là người hay là ma vậy? Tôi là người chứ ma gì? Hả? Bà là ma hay là quỷ? Tôi là người. Ông chưa chết hả? Chết là nào chết? Tôi còn đứng sẵn sàng đây mà chết cái gì? Bà cũng chưa chết. Tôi đâu có chết đâu. Tôi sống nhân răng mà. Sao thằng cụ nó nói vậy? Nhà sập đè bà chết quẹo à? Ủa? Thằng cụ nó nói là ông bị trâu hút lòi ruột ở ngoài đồng. Tôi chạy ra ngoài. Trời. Vậy là tôi với bà bị thằng cụ nó lừa rồi. Đuổi ông hả? Khỏi đuổi ông cũng đi. Ê, thằng cụ kìa. Ê. Bắt ông hả? Đâu có dễ. Hả? Mày hả? Hả? Dạ. Mày chạy hả mày? Mày dạ, chú thiếu đi đâu hả mày? Hả? Cái tội của mày đáng bỏ họ thả trôi xong đó. Đúng rồi. Dạ. Con giải xíu cho vui mà chú. Chú nở lòng nào. Lên đây. Lớn hả mày? Kỳ này tao sẽ cho mày chết. Nè, mày đừng có mơ mà gạt được ai nữa nghe chưa. Đi mày, đi mày. Chú đi. Đi. Thả lên con đi chú. Tha cho mày hả? Chú vô mày. Chú ơi, có gì chú cháu mình nói chuyện. Sao chú được, tội con mà chú. Từ từ vậy này, chú vô. Hãy lên. Dạ. Chú vô. Chú sát cho cháu mày. Lấy cái đầu vô mày. Chú ơi, thôi thì quyền cha thì chú. Chú bắt con sống thì con sống, bắt con chết thì con chết.
Con chết chứ kiếm ở lại, đang sống mạnh khỏe nghe. Mày chết rồi, tụi tao lúc nào vui vẻ đó mày. Trước khi xuống dưới, con còn có một ý nghĩ sau cùng. Không biết chú có giúp giùm đứa cháu sắp lìa đời này không? Chú... Mày đừng có mơ mà lừa tao lần nữa nghe không? Sắp chết tới nơi rồi, lừa lọc nữa chú. Chỉ con cái con đang lo sốt gió nè. Tới số chết là phải chết thôi. Mà trên trần á, ăn nhờ ở đậu nhà chú thím rồi. Chết xuống dưới á, giai đoạn đầu còn mở ngỡ, chưa quen biết ai, không biết làm gì ăn đây nữa. Nó nói cũng phải. Dạ. Nhưng mà thôi mày làm gì kệ mày. Mày lo mày tự thân vận động, mày ăn năn cái chuyện mày làm bậy bạ trên trần á. Giờ biết rồi. Nhưng mà dù sao chú thím cũng là người ép con vô hoàn cảnh. Con chỉ lo chú thím sống dằn vặt vì cái tội giết cháu của mình thôi. Cho nên con muốn giúp chú lần cuối à. Tao không có gì phải dằn vặt hết đâu. Thả trôi xong một thằng lừa lọc như mày á. Dạ, tội giết người vi phạm việc nước á. Ở tù một gông, có khi tử hình đó chú. Đó, nói vậy vì giết người á, không phải nhẹ đâu. Có khi ám ảnh cả đời luôn á. Nhưng mà như vậy, chú mà tạo điều kiện cho con xuống dưới á, để con làm ăn ổn định á, thì chú cũng đỡ dằn vặt chút. Giúp mày xuống dưới có công chuyện làm ăn. Giúp mày sao rồi mày nói lại tao nghe coi. Dạ, là vậy. Sao? Giờ phút cuối rồi, con sắp chết, con nói thiệt với chú luôn. Sợ dĩ á, nào giờ con lừa gạt người ta chuyện này chuyện nọ để kiếm ăn á, là đều có bài hết đó chú. Có bài? Ừ. Chú nghĩ con là ngu như con á, sao lừa gạt được ai? Tại vì con có cuốn sách á, dạ nói láo nhét trên mái nhà á. Giờ chú nghĩ tình á, chạy về nhà lấy một con đi, mang xuống dưới làm ăn, đảm bảo con chết á, rồi lương tâm của chú không hối hận chút nào hết á. Nè chú nhìn đi, hai tay con bị chói cứng như vậy rồi, rồi chú buộc chặt ở ngoài nữa, làm sao con trốn được? Chú mang cuốn sách dạy nói láo cho con, chú bỏ vô trong rọ cho con nè, chú đá con cái con dằn xuống nước, vậy là xong rồi, nghe chú. Nè, mày mà gạt tao một lần nữa là mày chết với tao nghe chưa? Bây giờ tao chạy về tao sẽ kiếm cho mày, nghe chưa? Ở đây đi. Dạ. Anh gì ơi? Anh ơi. Tôi đây. Ủa? Sao anh bị trói trong đây vậy? Chuyện dài lắm. Tôi mới đi chơi với thủy cung về, vô quá trời luôn. Cái gì? Anh đi chơi với thủy cung? Trời đất ơi. Số là trước đây á, tôi bị giống như anh vậy đó. Nặng hơn luôn á. Làng sớm thấy ghê, sợ tôi lây cho họ, bỏ rọ để tôi xuống sông. Ai ngồi xuống dưới á, gặp thủy thần thương chỉ hết bệnh luôn. Nhưng mà sợ tôi trốn ở lại á, cho nên bỏ tôi vô rọ, quăng tôi lên đây nè. Anh xem thấy da tôi không? Rắn mịn thấy không? Nhìn láng thiệt. Anh có muốn xuống dưới người ta chịu bệnh cho không? Tôi cũng muốn hết bệnh giống như anh vậy đó. Anh mở chó giùm tôi đi. Để tôi mở. Nhảy lên. Anh chui ra đi. Từ từ để tôi đỡ cho. Đây. Ủa mà anh xuống dưới là được trị hết bệnh luôn thiệt hả? Tôi nói thiệt mà. Không tin hả? Nè, làn da tôi láng trơn thấy không? Chân tôi cũng vậy nè. Đúng rồi. Anh, tôi có một ít tiền á, đa tạ anh giúp tôi trị hết bệnh. Anh cầm giùm tôi. Bây giờ đi, tôi trói ông nhét chỗ đó. Nghe tôi dặn nè. Dạ. Khi mà ông chưa vô rõ, ông phải nằm sắp xuống nghe. Dạ. Ông biết sao không? Khi mà rõ nó chìm xuống á, cái ở dưới thủy thần nó nhìn lên ha. Cái thấy mặt của ông. Dạ. Người ta tội nghiệp, người ta chữa trị tận tình cho ông. Chứ còn ông mà nằm ngửa là ở dưới người ta nhìn lên thấy cái lưng tưởng tôi, người ta đập ngược trở lại á. Dạ. Nghe dặn không? Dạ dạ. Nhớ nằm sắp nghe chưa? Dạ. Tôi nhớ mà. Chân nữa. Đây. Chút xíu nữa nằm ngửa là bị đạp lên hả? Chứ sao? Chúng vô. Xuống. Ấp mặt xuống.
Trời ơi, nằm sấp xuống che cái mặt lại, thẳng cái mặt xuống dưới. Thủy thần người ta mới nhìn rõ mặt ông người ta mới chỉ được. Hiểu chưa? Dạ. Rồi nằm im nghe nghe. Chút có thủy thần lên rước ông xuống. Nhớ đó. Dạ dạ. Rồi đi nghe. Cảm ơn anh nha. Rồi không có gì. Giơ cái mặt xuống. Chết mày với tao. Dám lừa tao hả? Tao nói cho mày biết, tao về tao đánh cái nhà luôn. Không có cái cuốn sách nào hết trơn. Chết mày với tao. Mày chết mày với tao. Mày chết mày với tao. Con mày chết tao. Mày chết mày với tao nè. Con mày chết. Con mày con mày giống con xào nữa. Mày con mày giống con xào với tao nữa không? Anh gì ơi? Anh gì ơi? Anh gì ơi? Hả? Có người chết đuối trong rõ. Đâu 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 anh? Dưới đây nè. Ờ kìa. Nhảy đi anh. Nhảy lên. Anh ơi, lẹ lẹ gì mà anh ơi, xin ra chút nữa anh. Mày quá, cứu được rồi. Mày làm cái gì ở dưới vậy? Con đâu có làm gì đâu ông, con tắm mà. Rõ ràng tao thấy mày cứ hì hục ở dưới, chắc có điều gì mờ ám đúng không? Dạ. Con nói với ông á, ông giữ kín chuyện này giùm con nghe. Chứ không để người ta biết á, người ta kéo rần rần tới đây á, kiếm vàng kiếm bạc á, tại ở dưới đây có vàng. Mày nói sao? Ở dưới có vàng bạc hả? Dạ. Chẳng giấu gì ông, cha con á có cho con ít vàng ít bạc với lại mấy quan tiền để đi mua đồ. Mà tới đây á con thấy nóng, con nhảy xuống con tắm, rồi con lỡ làm rớt vàng bạc của cha con cho con mới tìm được mấy quan tiền ông ơi. Vàng bạc kiếm bây giờ chưa có, giờ con phải đi kiếm tiếp nữa. Nè. Dạ. Thằng kia, mày đi lên. Chỗ này chỗ tắm của mày hả mày? Đi lên cho tao tắm. Dạ, nhưng mà con đang kiếm vàng kiếm bạc mà quan. Kiếm cái gì? Chỗ này không phải là chỗ của mày kiếm. Đi lên. Dạ. Lên lẹ lên. Dạ dạ lên. Con về liền. Thím ơi, chú Thím. Thím ơi, con về rồi chú Thím ơi. Con về rồi. Trời ơi. Ông có chắc là ông đá nó xuống sông không? Chắc. Trục ra nó xuống đây luôn. Ý là hồn ba bóng quế nó vậy nó nhát mà rồi ông ơi. Nó lại đi. Con giỡn mà. Con thiệt mà. Con còn sống mà.
thấy không? Đúng rồi, cái gì vậy? Lặn hụp từ nãy giờ có thấy cái gì đâu à. Trời ơi, quần áo của tôi, tôi bị nó lừa rồi. Chắc chú Thiếm thắc mắc tại sao con còn sống về đây đúng không? Chú Thiếm yên tâm đi, con còn sống nhăn răng nè. Còn ở dưới mới lên. Dưới nào? Mày đừng dở thủ đoạn nữa hả? Thủ đoạn gì chú? Ở dưới một thủy cung mới lên chứ đâu. Trời ơi, nó nói nó dưới thủy cung, nó ném về Hà Bá rồi ông ơi. Gì? Hà Bá? Con là hàng cụi, cháu của chú Thiếm mà. Con ở dưới thủy cung mới lên thiệt. Chính chú đá con xuống dưới mà chú còn nghi gì nữa. Con xuống dưới ha, gặp ha, đầy đủ họ hàng tổ tông ba đời nhà chú Thiếm luôn á. Thiệt, ở dưới đàn ông chú Thiếm xuống chơi á. Sao mày? Chú Thiếm không tin hả? Vậy chú Thiếm nghĩ sao mà con có quần áo đẹp như vậy nè, lộng lẫy? Tại vì ông bà thấy con xuống dưới á, quần áo rất te tua nên thương cho con đồ mới vậy nè. Còn nói với con á, dạ, bỏ qua mọi chuyện đi, mời chú Thiếm xuống dưới chơi để tận mắt chứng kiến những cảnh huy hoàng xa hoa lộng lẫy đẹp đẽ dưới thủy cung. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, con xạo với chú Thiếm làm cái gì? Nếu ông bà không dặn con thì con không trở về nhà đâu. Làm sao con quên được cái cảnh á, chính chú á đá con văng xuống sông á, không thương tiếc, không nghĩ tình chú cháu gì hết trơn á. Ai biểu mày lừa tao? Mày lừa ổng chi? Mà làm sao người sống mà đi xuống chơi dưới Đông Cung được ta? Đúng rồi, mày người chứ đâu phải quỷ ma đâu mà xuống đó được. Trời ơi, dễ ẹc à. Nè, con nè, con cũng xuống dưới con về được vậy? Dễ lắm. Chú Thiếm cứ ra bờ sông, rồi chui vô rọ, con đá chú Thiếm xuống sông, y như cách chú làm với con vậy đó. Mà con nói thiệt nghe, họ hàng nhà mình á, phước đức biết bao nhiêu đời á, mới xuống thủy cung được. Chứ người trần mắt thịt á, ai mà làm được điều đó. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, ở dưới thủy cung đẹp lắm đó. Đây là cơ hội, chú Thiếm nên xuống dưới một chiến đi. Lẹ đi con. Dạ xong rồi chú. Mà chú Thiếm xuống dưới á, ai cho gì á, lấy hết về nghe. Ở dưới sướng lắm, vàng ngọc á rải đầy đường luôn, không cho trên mình đâu. Trời ơi, dữ gì đã mày? Trời ơi, con gạt chú Thiếm làm cái gì? Xuống dưới đi biết, nó xà qua lộng lẫy lắm. Trời ơi, mày nói tao đô quá, mày đem tụi tao lẹ lẹ đi. Lẹ đi, tao đi trước đường, bả đi sau đi. Vậy hả? Nè, đi chú. Mày lấy tao trước nè. Mày đẩy đi nữa. Tao đi trước nha. Xuống dưới ai cho gì mang lên nha chú. Lẹ đi, lẹ lên đi. Rồi nó thiếp luôn. Có chuyện gì vậy? Cứu! Có người tự tử. Ở đâu? Con không biết bơi, con sao con không dám ra. Ở đâu? Ở dưới á. Trời ơi, chạy em chú. Hai chú ráng cứu đi chú. Dạ. Ai biểu hai người cái tù quá anh chị? Đây chú Thiếm mày đâu? Dạ chú Thiếm con đi thăm họ hàng ở xa rồi. Chứ về ông qua đây có chuyện gì không? Ông ngồi xuống, ông tao nói chuyện nào coi. Về nữa mày sốt? Dạ. Nghe đồn mà, ủa sao nay mày có bộ đồ đẹp mặt mày? Dạ đẹp không? Đẹp. Lúc nãy con đi ở ngoài đường á, cái có ông kia thấy con bận đồ xấu quá, tội nghiệp quá, cái ông cho con bộ đồ này nè. Đã ha, cái số mày cũng may mắn ha. Nè, tao nghe nói là chú Thiếm mày có món bánh ngon lắm phải không? Tính qua đây ăn thử rồi
sắp tới đặt tiệc luôn. Chết cha, ông bà giờ không biết còn sống hay chết nữa, vậy ai làm bánh trời? Sao tao hỏi mày không nói, mày cứ giật giật nhăn nhăn cái mặt gọi mày. Dạ bánh hả ông? Chú thím con đi không biết chừng nào về mà không biết trong nhà còn bánh không nữa ông. Mà nè, mày nhớ cái rằm tới này nói chú thím mày đem qua 500 bánh ngang. Nè mà ông, có cái này nè, con nói ông đừng có nói ai nghe nghe. Ừ, nói đi. Đây là bí quyết gia truyền của dòng họ, sống để bụng chết mang theo á. Nói đi ông nghe. Dạ. Bánh ở nhà con á không phải là chú thím của con làm ra đâu. Không phải chú thím mày làm, vậy là mày làm? Dạ không luôn. Vậy chứ ai làm? Mà gà làm ra đó ông. Gà? Dạ. Ở trong xóm mình đâu có ai tên gà? Gà là con gà đó ông. Con gà làm ra cái bánh? Dạ. Tức là nó đẻ ra bánh đó ông. Không phải đẻ ra trứng mà đẻ ra bánh. Con không nói ông không biết đâu. Con mà không nói ông không tin đâu. Con gà này không phải là con gà thường. Con gà gọi là thần kê đó ông. Mỗi lần ông muốn có bánh á, phải đập lên lưng nó là nó sẽ đẻ ra bánh. Mỗi lần muốn ăn là lấy cái cây đập con gà. Dạ. Mày lấy ra tao coi thử coi. Dạ dạ. Ông đợi con một chút nha ông. Ờ. Dạ. Đợi một xíu. Trên đời này có con thần kê thì cả ta. Nó là con gà. Để ra bánh hay là nó cắt củ gà vậy trời? Đâu? Dạ đây. Chà, cái bánh này là do con gà nó làm ra đó hả? Dạ. Ông ăn từ từ thôi. Từ từ á mới cảm nhận được. Nuốt nhẹ nhẹ vô thôi ông. Ngon quá. Dạ. Ông thấy sao? Ngon đúng không? Càng. Ăn nữa đi ông. Ông thấy cái mùi vị của nó khác hơn những loại khác đúng không ông? Ngon. Dạ. Ngon lắm. Dạ. Chính nó làm ra đó. Dạ đúng rồi. Đưa ta coi. Nhưng mà ông phải cẩn thận nghe. Cẩn thận lắm. Đây là thần kê của chuyện nó bay về trời. Kỹ chú ông. Không thôi chết con, chết gia đình con luôn ông. Biết rồi. Đúng là gà thần ha. Dạ. Nhìn nó cũng đẹp hơn gà bình thường. Dạ. Dòng họ con mấy chục năm nay sống nhờ con gà này đó ông. Nè, mấy đời nay dòng họ mày đã xài đủ con gà này rồi. Tao nghĩ chắc cũng chán. Để con gà này lại cho ông nha. Vậy đâu được ông. Đây là kế sinh nhai của chú thím con, sao mà bán cho ông được. Bây giờ mày muốn cái gì mày nói đi. Bao nhiêu tao cũng mua hết. Tao đã thích con gà này rồi, chắc chắn tao sẽ mua được. Nè. Dạ. Nếu như mày không bán, tao sẽ đi rêu rao. Cái bánh này không phải là do nhà mày làm, mà do con gà này nó đẻ ra. Lúc đó nhà mày làm sao bán bánh được? Suy nghĩ đi. Nhưng mà nếu ông biết vậy thì ông phải đưa lại. Nhưng mà ông làm mất kế sinh nhai của nhà con thì ông phải trả cái gì xứng đáng mới được cho gia đình con sống chứ ông. Đưa con gà đây. Dạ. Cẩn thận không? Ông, bây giờ ông lấy con gà của con nè. Rồi ông, giờ ông đợi cho con mấy con chim cút được không? Ý, không được ông. Ừ. Tôi... Vậy chứ mày muốn gì? Vậy là công bằng quá, mày còn muốn gì nữa? Dạ, ông lấy con gà, đây là kế sinh nhai của chú thím của cả dòng họ nhà con. Hay là ông đền bù lại con trâu mộng á, để cho nó cày cấy để gia đình con kiếm cơm chứ ông? Gì? Mày điên hả? Con gà có chút xíu này, đòi đổi nguyên con trâu mộng? Con trâu mộng là con trâu bình thường, nó chỉ biết cày cấy thôi. Còn con gà con là gì? Là thần kê. Mỗi lần ông thèm bánh, cứ đánh một cái, đẻ bánh, đánh một cái, đẻ ra bánh. Đó, ông mà thèm bánh hả, ông cứ đánh càng nhiều, nó đẻ càng nhiều. Còn trâu ông làm được không? Được rồi, trong mộng thì trong mộng. Giờ nè, ta lấy con gà trước. Cái làm cho gia nhân nó đem con trong mộng qua cho mày. Nghiêm. Dạ. Ông nhớ nha, ông đừng gạt con ơi, nha ông. Ông uy tín mà, gạt con làm gì không biết nữa. Mà ông ơi, con dặn ông cái này nè. Khi về nhà ông á, nó thấy lạ, ông đừng có đánh liền nghe chưa. Ông phải để nó quen, rồi ông hãy đánh, nó mới đẻ ra được bánh. Chứ nó về nó lạ, đánh nó liền á, nó quản là không chuyện hết, nó không có đẻ được bánh, hiểu không? Mà nó chạy đi mất rồi, nó bay về trời luôn, nghe không? Dạ. Biết rồi. Giờ về nha. Dạ. Chọc cái bánh đi nè. Hai cái luôn. Dạ. Nè ông về thông thả nghe không?
ơi. Thằng Cuối, thằng Cuối đâu rồi? Thằng Cuối. Dạ có con. Cuối đâu rồi? Mày ra đây biểu ơi. Mày ra đây, cút ra khỏi nhà tao đi. Trời ơi. Chú Thím khỏi còn đuổi, con cũng đi nữa. Mà cũng tại chú Thím trước. Chú Thím muốn hại chết con thì con mới nghĩ ra kế sách này nè. Để cho chú Thím hiểu một điều là muốn hại người là người hại. Đó người ta kêu là ghẻ ông đập lưng ông á. Ê, còn còn cái con trâu mộng mày cột ở ngoài gốc cây là sao mày? Chú Thím thấy chưa, đi vắng mới có mấy canh giờ mà con làm lợi cho gia đình mình một con trâu rồi. Phải chi chú Thím á đối xử tốt với con nè, thương con nè, rồi kêu con ở lại á thì con sẽ tạo ra thêm nhiều lợi cho gia đình mình nữa. Thôi giờ chuyến này con đi, con sẽ đi ngao du sơn thủy coi trời coi đất cho thỏa con mắt. Mày muốn đi đâu? Mày đi đi, đi ra khỏi nhà tao. Mày đi đi, mày đi tao cúng mấy con heo á. Thằng ơi, lạnh quá. Chú Thím vui vẻ, hẹn ngày tái ngộ. Đi à. Thằng Cuối đâu rồi? Ôi mày, mày chết mày với tao rồi Cuối ơi. Mày chào ông. Mày là quân lừa đảo. Cái con gà này tao đánh nó chết lên chết xuống mà nó có ý ra miếng bánh nào đâu. Sao kỳ vậy ông? Kỳ cái gì mà kỳ? Chính mắt ông thấy gà đẻ ra bánh mà. Tao thấy hồi nào? Tao chỉ thấy mày ẵm con gà bưng dĩa bánh ra thôi. Tao không hề thấy con gà đẻ ra bánh. Thôi ông bình tĩnh. Ông vô đây con nói nè. Mày từ từ mày nha. Không giải thích rõ ràng mày chết mày với tao. Dạ cái chuyện nó vậy nè. Mày không giải thích được chuyện này là mày chết mày với tao. Dạ ông bình tĩnh đi. Con hỏi ông nè. Sao? Ông để nó bao lâu rồi mới đánh vô lưng nó? 3 canh giờ tao mới đánh nó. Trời ơi vậy là đúng rồi. Bình thường á là phải để cho 3 ngày hoặc 7 ngày để nó quen hơi. Rồi nó quen chỗ rồi ông đánh nó mới đẻ ra bánh được. Còn đằng này có mấy canh à, ông đánh nó làm sao đẻ ra bánh được. Nó không bay lên trời là mai rồi đó. Tao không biết. Bây giờ tao đánh con gà gần chết rồi. Tao trả cho mày con gà. Nè cầm đi. Đó, mày trả lại con trâu cho tao. Trời đâu có được ông. Hả? Ông làm mất phép thần kêu con rồi. Ông trả lại con, lấy lại con trâu, lấy gì con xong. Thôi con không trả đâu. Ông biết luật rồi mà. Hàng quá tay, không bao giờ trả lại. Mày hả? Hết hồn mày. Có cái chuyện nhỏ xíu như con cuốn chiếu mà ông đòi giết nó hả? Trời, mày là đầy tớ của tao mà tại sao mày ngậm máu phun người? Tao kêu mày giết nó hồi nào? Tao kêu mày đan cái rọ tre bỏ nó vô rồi thả nó xuống sông. Tao kêu mày giết nó hồi nào? Ồ. Anh ơi, anh đang làm gì vậy? Mày hả Cuối? Tao đang chặt tre để làm rọ vì mày xuống sông. Vì cái tội mày lừa gạt lão gia. Giờ tôi biết. Giờ lão gia nhà anh muốn làm gì tôi cũng được. Tại số tôi xui xẻo thôi. Mà anh biết chỗ nào bán bưởi không? Tôi mua nhiều lắm. Chi mày? Tôi mua nhiều về để dìm chết con trâu chứ làm chi. Tại nó mà tôi xui xẻo nè. Bây giờ đó tôi phải mua thật nhiều bưởi về dìm chết nó trả thù. Hả? Mày mua bưởi dìm trâu á hả? Dạ dạ. Mày có bị khùng không vậy? Mày muốn dìm trâu mày phải lấy đá nặng mới dìm được chứ. Vậy là anh không biết rồi. Cổ nhân có câu á, rọ bưởi thì chìm, rọ đá thì nổi. Đó giờ anh có thấy cổ nhân nói câu nào sai không? Ủa, cổ nhân có nói vậy hả? Dạ, câu đó ai mà không biết. Ông tin anh làm thử coi. Thôi thôi, tôi đi mua bưởi dìm chết con trâu này mới được nha. Ủa, nó nói có đúng không ta? Cổ nhân có nói vậy, mua bưởi dìm trâu. Vậy báo cho lão già biết mới được. Dạ lão già, nó nói là rọ bưởi thì chìm, rọ đá thì nổi. Rọ bưởi thì chìm mà rọ đá thì nổi. Có đúng như vậy không? Sao con biết được? Con là đầy tớ, con ngu con không nói. Ông là chủ con á, chẳng lẽ chữ nghĩa thánh hiền ông không biết? Mày nói tao lão gì vậy? Mày nói vậy là ý mày nói tao ngu hả? Dạ con đâu có dám đâu. Ủa mà cổ nhân có nói gì không ông? Làm sao biết được. Cổ nhân nói cả dạng câu làm sao nhớ hết. Nhưng mà nói cái vụ bưởi á thì vườn nhà mình thiếu gì. Mày đi kêu đám gia nhân á hái bưởi nhét vô dìm nó xuống sông cho tao. Tao tức nó quá chịu không nổi. Con đi liền. Lần này mày chết chắc. Mày dám gạt tao hả mày? Hả? Em nó xuống dìm muốn chết cho tao. Dạ, biết dạ. Rồi ông ơi. Nhớ lên. Hai đứa con ông ơi. Để lên dìm cho nó chết. Cứu con ông ơi. Dám gạt tao mày. Con ơi. Trời ơi chỗ đó nó cạn quá. Đúng rồi. Ra xa. Dạ dạ.
Diêm nó xuống, cho nó chết. Thả nó xuống, thả nó xuống. Đúng rồi, cho mày chết. Xài thả luôn. Bây giờ vô vô mình đem bán kiếm tiền. Ở đâu có giống gánh hay gì ta? May quá. Ủa, mà không biết ai lại để ở đây hay để quên. Mà mày lấy của người ta kỳ không ha? Đâu sao? Lấy giống gánh đổi cái rõ. Thông minh quá. Mày rồi. Ê thằng kia, đứng đó cho tao. Ông à, đúng là mày rồi. Mày to gan lắm, mày dám gạt tao hả mày? À, dạ con đang đi kiếm ông nè, để qua trả lại đồ cho ông. Mày đừng có xạo nha. Dạ. Gánh cái gánh bưởi cà lết cà la như vậy mà nói trả tao hả? Gông đầu nó lại. Ông muốn bắt con á thì ông bắt đi, nhưng mà ông bắt con rồi á thì sợ làm ảnh hưởng tình cảm giữa ông với lại quan sở tại của con á. Cái gì? Quan sở tại? Ừ, con đang làm sứ giả để cho quan con sang gặp ông, một công đôi chuyện mà. Vậy là sao? Quan mày là quan sứ nào? Tao đâu biết. Quan con là quan sứ hạ. Dạ. Quan con á biết con lấy đồ của ông vậy á, về đánh đập tra tấn con đủ điều, bắt con phải qua đây xin lỗi ông. Rồi quan con bắt con là đem qua một cái gánh bưởi nè. Ai, bưởi này ngon lắm nha. Bưởi vườn nhà quan đàng hoàng, ngon lắm ấy. Thiệt hả mày? Dạ có thiệt mà. Đúng là quan anh của ta. Quá thật. Quá thật sao ông? Thật là chú đáo chứ sao. Dạ quan con còn dặn á, hỏi nếu quan có con trâu đực á thì cho quan con mượn về gieo giống vài bữa, rồi mai mốt á đích thân quan con sẽ qua cảm ơn. Đa tạ rất hậu hĩnh luôn. Tự chuyện gì chứ cái chuyện này? Chuyện này sao ông? Chuyện này thì được chứ sao. À, dạ. Mày nói sao? Nói về. Dạ, con thấy nó đứng lù lù ở ngoài kìa ông. Chẳng những nó không chết mà nó còn dắt thêm một con heo về. Con trâu ông? Con trâu về. Ông, bây giờ mình tính sao? Sao nữa? Dắt nó vô chứ sao nữa? Dạ. Lẹ lẹ vô đi. Dạ con chào ông. Ngon 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 ngon. Uống miếng trà. Dạ cảm ơn ông. Dạ ông ơi. Vua Thủy Tề gửi lời cảm ơn ông vì ông biếu rọ bưởi nên biểu con á đem trâu về để trả lễ. Có chuyện kỳ lạ đó thiệt hả? Dễ thiệt. Ông không tin ông ra ngoài coi. Ta nói con trâu nó mập mập hơn ông nữa. Không sao không sao. Con có nói ông giống con trâu cũng không sao. Miễn sao ông có thêm một con trâu là ông vui rồi. Ý con nói là nó mập lắm. Nó mập còn hơn con trâu bữa ông đổi con gà của con nữa. Vậy hả? Con à, con thấy ở dưới á cái quang cảnh nó làm sao? Dạ ở dưới là khỏi nói rồi. Nó đẹp còn hơn nhà ông nhiều. Gì nói chung là nó choáng ngợp, nó lộng lẫy, nó xa hoa.
Nói chung là từ ngữ con nó ngắn bằng chiều cao của con, không thể nào diễn tả hết được. Ông xuống dưới ông nhìn tận mắt ông mới thấy á. Ta nói nó bề thế dữ lắm ông ơi, ta nói nó lộng lẫy lắm. Nhưng mà làm sao ông xuống dưới được? Trời ơi, ông lo gì, tầm thường như con vậy nè còn xuống dưới được. Gì hả? Nó chỉ là sang giàu như ông vậy, xuống cái một à, bình thường. Mà nếu đó ha, Vua Thủy Tề mà biết ông á là người biếu rõ bưởi á, chắc chắn á Vua Thủy Tề đãi dữ dằn luôn. Nè, khi này mày mà nói láo ông một lần nữa là mày chết nha cụi. Con nói dối ông làm gì? Nhưng mà nói thiệt nha, ông mà xuống một lần ông ghiền luôn. Nhưng mà con chỉ tiếc một điều thôi à, phải chứ hôm đó ông dìm con bằng cái rọ đá xuống dưới thì hay biết mấy. Làm sao? Dạ, tại vì ở dưới bưởi thì hiếm, không có. Đúng rồi, dưới nước sao trồng bưởi được đó. Bởi vậy Vua Thủy Tề mới cho trâu. Còn đá hả, ở dưới càng hiếm hơn nữa. Ủa, nói vậy ở dưới sông, ở dưới thủy cung không có đá hả? Dạ không, toàn là sình không à. Đúng rồi. Dạ chắc vậy. Con biết sao không? Tại vì Vua Thủy Tề đang chuẩn bị xây thêm Long Cung nên cần rất nhiều đá. Nếu kỳ này ông đem đá xuống dưới chắc chắn ông sẽ trả vàng. Một cục đá, cục vàng, hai cục đá, hai cục vàng. Một bè đá thành một bè vàng luôn á ông. Nè, dạ, có đúng như những gì mày nói không? Dạ, con nói dối ông làm gì? Lần này mày mà nói láo ông là mày chết mày nhặt cùi. Trời ơi, con sao dám gạt ông? Vậy là ông không đi phải không? Vậy con đi à? Quay! Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Kể từ giờ phút này mày không được đi đâu, mày chỉ ngồi ở đây thôi. Con đi rồi đúng không? Bây giờ để cho ông đi, để ông mở mang tầm mắt, để mà con giúp đỡ với Thủy Tề xây dựng thủy cung nữa chứ, đúng không? Nè, dạ. Không cho nó đi nghe chưa? Dạ dạ dạ. Bây giờ ông đi tìm đá, thiết là đá đem xuống giả tặng cho Vua Thủy Tề. Dạ. Ngồi để không đi đâu nghe chưa? Dạ. Ê, hả? Ngày mai á, khi mà ông có xuống thăm Vua Thủy Tề á, ừ, khi nào mà thấy nước sủi tâm á, ừ, là Vua Thủy Tề đã thiết đãi xong. Nhớ phóng xuống kéo ông lên nghe. Ừ. À, hiểu. Hiểu. Xong chưa? Mà nè, sao ít đá vậy? Dạ, ông ơi, con thấy nhiêu đó là được rồi đó ông. Lỡ chuyện này thôi nha, chuyến sau á là nhớ bỏ đầy đá cho tao nghe chứ. Dạ dạ. Ông vô đi ông. Dạ vô đi ông. Vô đi ông. Lẹ. Ây chà. Ây. Rồi chứ ông. Rồi. Lẹ lên. Dạ dạ. Rồi. Lẹ lên. Khiến tao quăng xuống dưới. Tụi bay lâu lắc quá. Dạ dạ. Nhanh lên. Dạ dạ dạ. Lẹ lên. Tao nôn quá. Đúng rồi. Lẹ lên. Ra nữa. Ủa, sao sủi tâm nhanh vậy mày? Không lẽ Vua Thủy Tề tiếp khách nhanh vậy? Ê, tao nghĩ thằng củi nó lừa quá. Ông mà có chuyện gì á là tao với mày bị liên lụy. Ờ hả? Ổng mà chết tao với mày bị mang tội giết người. Ờ, giết người đó. Kéo ông lên, kéo. Trời ơi, ông có sao không? Ông có sao không ông? Trời ơi, khi nó vô. Dạ. Trời ơi, lẹ lên. Ông ơi, ông thấy Long Dương chưa ông? Ông có thấy không ông? Trời ơi, Long Dương cái gì? Xem chú ta gặp Hà Bá rồi hả? Trời ơi, lần này ta lại bị thằng Cụi nó lừa nữa rồi. Trời ơi, thằng Cụi. Cụi bị dân làng đánh một trận thừa chết thiếu sống và đuổi khỏi làng vì tội nói dối, phá phách khắp làng xóm. Anh hối hận ra đi và mong muốn làm lại cuộc đời. Giờ mình cũng lớn rồi, suốt ngày cứ trong chơi lêu lỏng phá phách vậy hoài sao được. Xếp chút nữa là hại người hại mình rồi. Giờ phải tìm cái nghề nào đó đàng hoàng để học. Sao chứ thú làm ăn chỉ còn lấy vợ sinh con nữa chứ.